Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Xin chào các khán giả thân mến. Cảm ơn sự tin tưởng theo dõi của tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe và có được thật nhiều những thông tin bổ ích nhé. Chào bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề lý do vùng kín có mùi hôi nhưng không ngứa thì làm sao và cách điều trị như thế nào. Vùng kín có mùi hôi nhưng mà không ngứa là trường hợp mà phụ nữ thường xuyên gặp phải. Nỗi ám ảnh về mùi hôi luôn khiến các chị em lo ngại mỗi khi gần gũi người khác, thậm chí là chỉ đứng cạnh người khác thôi. Liệu rằng đây có phải là những dấu hiệu bất thường cảnh báo về sức khỏe tại vùng nhạy cảm này không? Xét về nguyên nhân thì có những nguyên nhân sau. Thứ nhất, do nước tiểu ứ đọng. Thói quen lười vệ sinh vùng kín là lý do hàng đầu khiến chỗ ấy xuất hiện mùi hôi lạ. Mùi hôi xuất hiện có thể do sự kết hợp giữa nước tiểu dư thừa và dịch nhầy của âm đạo. Mình thấy có rất nhiều người phụ nữ sau khi đi vệ sinh xong là kéo quần lên luôn, mặc kệ cho nước tiểu bám vào đáy quần lót và ứ đọng trong một thời gian rất dài tại vùng kín, nó sẽ bốc mùi lên như thế nào. Thói quen của mình sau khi đi tiểu xong đó là rửa sạch bằng nước sạch hoặc là 3 lần trong ngày rửa bằng dung dịch vệ sinh. Sau khi rửa sạch thì có nước ẩm, chúng ta lấy khăn vệ sinh để thấm khô. Chiếc khăn này có thể thay hàng ngày hoặc là 2 ngày một lần để tránh vi khuẩn. Cẩn thận hơn, khoảng 2-3 ngày bạn có thể tẩy da chết vùng kín và vùng xung quanh mông bằng cà phê hoặc là cám gạo để tẩy đi những vùng da chết và tránh thâm tại vùng kín. Cẩn thận hơn nữa, bạn có thể xịt nước hoa hồng hoặc là bôi kem dưỡng cho vùng kín. Nếu không làm như vậy thì sau mỗi lần đi vệ sinh, thường thì những giọt nước tiểu còn lại sẽ đọng trên lớp đệm của quần lót và lông vùng kín, tạo ra môi trường ẩm ướt. Lông vùng kín bạn cũng nên dùng kem tẩy để tẩy sạch, như thế sẽ làm hạn chế vi khuẩn. Để giữ sạch sẽ thì vùng mép của bikini chúng ta nên dùng kem tẩy lông là chuẩn nhất. Nếu như bạn phải đến những nơi lạ mà không có nước để rửa và khăn để làm sạch thì chúng ta cần phải là mang theo miếng băng vệ sinh hàng ngày và mang theo khăn giấy để lau hoặc là giấy ướt để lau để hạn chế mùi và ảnh hưởng đến vùng kín của bạn. Nguyên nhân tiếp theo gây ra mùi vùng kín đó là mặc quần lót quá chật. Mặc quần lót quá chật vừa khiến bạn bất tiện khi di chuyển, phần quần lót cọ sát vào vùng kín lại còn gây ra mùi, nhất là vào những ngày nắng nóng. Mồ hôi tiết ra tại vùng tam giác mật không tài nào thoát hơi được nên sẽ gây mùi càng nồng nặc và khó chịu nhưng không ngứa. Tuy nhiên, nếu để tình trạng này tiếp tục lâu dài thì bạn sẽ có nguy cơ bị viêm nang lông vùng kín, bị viêm ngứa nặng hơn. Tiếp đến là dị ứng với bao cao su. Nghe có vẻ khó tin, song thực tế trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Bao cao su được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất là thành phần cao su polysiphen. Trên mặt của bao cao su thường được bổ sung thêm một lớp gel nhầy có tác dụng làm giảm ma sát giữa bộ phận sinh dục nam và nữ. Các loại chất nhờn này khá đa dạng, đều là thành phần tan trong nước. Không những vậy, nhiều loại bao cao su còn được bổ sung thêm mùi hương để kích thích hưng phấn. Và đó rất có thể là một lý do khiến vùng kín của bạn bị kích ứng và có mùi hôi khó chịu. Lý do tiếp theo đó là vùng kín có mùi vào ngày kinh nguyệt và sau khi sinh. Vào ngày kinh nguyệt, cơ thể dường như trì trệ hơn và chỗ ấy cũng nặng mùi hơn hẳn. Máu kinh tiết ra là sản phẩm hỗn hợp của bong tróc tại niêm mạc tử cung hòa trộn với máu. Máu này thoát ra ngoài cửa âm đạo nơi có chứa nhiều vi khuẩn, thế nên máu thường có mùi hôi tanh. Đối với phụ nữ sau sinh, tử cung của họ thường bị giãn rộng làm cho cơ và mô vùng âm đạo giãn nở theo. Điều này vô tình tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập vào vùng kín. Không những thế, phụ nữ sau sinh thường tiết ra sản dịch tại âm đạo có màu đỏ gần giống với kinh nguyệt, làm cho vùng kín có mùi hôi. Nếu các bà mẹ không vệ sinh khoa học thì rất dễ bị viêm nhiễm ở âm đạo. Về nguyên nhân bệnh lý, đó là bị viêm ở âm đạo. Viêm ở âm đạo là một dạng bệnh phụ khoa hay gặp ở nữ giới. Bệnh có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Vùng kín có mùi hôi được coi là một trong những dấu hiệu cảnh báo giai đoạn khởi phát của bệnh. Khi bệnh diễn tiến nặng hơn,
Vùng kín có thể xuất hiện kèm theo các dấu hiệu khác như dịch trắng đổi màu lạ, vón cục, âm đạo ngứa ngáy, đau rát bất thường. Đặc biệt, mùi càng ngày càng nặng nề hơn sau khi quan hệ tình dục. Nếu không chữa trị kịp thời, viêm nhiễm có thể gây ra tổn thương viêm tới cả đường tiết niệu, viêm toàn vùng chậu, làm lạc nội mạc tử cung, rất nguy hiểm cho phụ nữ, ảnh hưởng đến cả quá trình thụ thai sau này. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen ăn uống. Thực tế, một vài loại thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày có thể gây ra biến đổi mùi vùng kín, như các loại gia vị có mùi hăng nồng như hành, tỏi, măng tây, các loại đồ hộp, đồ uống có cồn, Coca-Cola, cà phê. Và còn các nguyên nhân khác nữa, như việc chị em uống thuốc kháng sinh dài ngày hoặc lạm dụng thuốc tránh thai có thể gây mất cân bằng nội tiết, dẫn đến vùng kín có mùi hôi khó chịu. Và để khử mùi vùng kín hiệu quả thì chúng ta phải làm thế nào? Trường hợp vùng kín có mùi hôi nhưng không ngứa, hầu hết là do thói quen vệ sinh cơ thể chưa hợp lý thì bạn nên điều chỉnh lại như mình đã nói ở trên. Ngoài ra, hãy áp dụng theo một số phương pháp dân gian này để đem lại hiệu quả tích cực với nhiều người. Bạn có thể trị hôi vùng kín bằng lá húng quế. Trong lá húng quế có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, lá húng quế có khả năng kháng khuẩn và sát trùng hiệu quả. Do đó không có gì là lạ khi người ta thường sử dụng lá húng quế để khử mùi hôi nơi vùng kín. Rất nhiều phụ nữ sau sinh thường hay dùng loại lá này để rửa vùng kín, giúp làm sạch dịch sản và khiến vùng kín sạch sẽ hơn. Bạn có biết lá húng quế là lá gì không? Là loại lá thân màu tím, lá màu xanh và hay có hoa ở phía bên trên, là loại lá mà chúng ta hay ăn lòng ở ngoài hàng mua về vậy. Nếu không biết, bạn có thể lên Google để tìm kiếm. Cách làm lá húng quế để rửa vùng kín và xông hơi như sau. Cách làm như sau, chỉ cần một mớ húng quế, rửa sạch, đem đun sôi rồi tắt bếp đậy kín nắp là bạn đã có một nồi nước lá thảo dược thơm lừng. Bạn mặc váy chùm để xông, sau đó khi nước này khô, nguội đi thì bạn dùng để rửa vùng kín. Một tuần 3 lần sẽ giúp mùi khó chịu dần bay đi mất. Tiếp đến là trị hôi vùng kín bằng ngải cứu. Ngải cứu là một phương thuốc dân gian được áp dụng tương tự như húng quế. Nó vô cùng lợi hại đối với chứng viêm âm đạo ở phụ nữ và có thể dứt điểm mùi hôi tại khu vực nhạy cảm này. Cách làm cũng tương tự như với lá húng quế. Bạn chuẩn bị khoảng 20g lá ngải cứu rửa sạch, phơi khô 2 lần nắng rồi cho vào một nồi cùng với 1 lít nước. Đun sôi, khi nước chuyển sang vàng thì vặn lửa nhỏ trong 5 phút, tắt bếp để nguội, để xông vùng kín và sau đó khi nước nguội thì rửa. Lưu ý, các biện pháp khử mùi vùng kín này không nên áp dụng dài ngày, chỉ nên rửa khoảng 2 đến 3 lần một tuần, không thụt rửa sâu, nếu không đỡ thì bạn cần đi khám để được điều trị. Điều quan trọng nhất mà phụ nữ cần biết chính là việc đảm bảo vệ sinh vùng kín hàng ngày sạch sẽ và khô thoáng, sử dụng dung dịch vệ sinh có thành phần phù hợp để rửa. Không thực hiện những phương pháp vệ sinh sai cách như thụt rửa ở bên trong âm đạo, chất tẩy rửa mạnh như xà bông để rửa vùng kín rất dễ làm thay đổi pH của âm đạo. Nên sử dụng chất liệu đồ lót thoáng bằng vải cốt tông để co giãn. Khi đi ngủ hoặc khi ở nhà, chúng ta không nên mặc quần lót. Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt nhiều hơn, thay băng vệ sinh thường xuyên từ 4 giờ một lần. Cuối chu kỳ kinh nguyệt sẽ tiết ra ít hơn, chúng ta sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để vùng kín thoáng hơn. Hãy áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và thực hiện quan hệ tình dục an toàn. Nếu vùng kín có mùi hôi bất thường kèm theo các dấu hiệu khác như tiết nhiều khí hư vón cục, vùng kín ngứa ngáy thì bạn nên nhanh chóng tới các cơ sở y tế để kiểm tra. Nếu bạn bỏ qua điều này sẽ dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe sinh sản. Và nếu có điều gì còn thắc mắc, bạn có thể inbox fanpage PMT Doctor để được tư vấn và kiểm tra miễn phí nhé. Cuối cùng thì cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.